nhân em về Vinh ạ. Em đánh giá cao Vinh kinh khủng luôn, bởi vì em cảm thấy cái gu của người Vinh, anh sẽ nhìn thấy nhà tất cả những cái đơn giản là những cái quán cà phê của Vinh thôi. Mình đi rất nhiều quán cà phê của Vinh đẹp mộng mơ luôn. Và em thấy người Vinh thật sự nhà cửa tất cả mọi thứ người ta làm chi cũng có gu luôn. Và người ta sống rất là hài hòa. Nói là người Vinh rất, người Nghệ An rất chăm chỉ cần cù chịu khó là đúng. Người Vinh rất là gọi là cần cù tiết kiệm là đúng. Nhưng mà họ cũng rất hưởng thụ. Anh mà nhìn vào cái mức độ gọi là khi mà buổi tối á, anh nhìn thấy người Vinh người ta đi vui chơi á, đi ăn uống á, ăn đông kinh khủng, và không phải là chỉ cuối tuần đâu, hàng ngày luôn. Tức là người ta sẽ sống đan xen vào cái việc là làm việc và hưởng thụ với anh. Và cái hoạt động sức khỏe nha, em đặc biệt là em để ý đến hoạt động sức khỏe. Và cái hoạt động gọi là bây giờ là các lớp nhảy múa, các trung tâm nhảy múa đông nhiều và nơi nào cũng có luôn, và mọi người kiểu tham gia rất là happy. Nó không còn là phong trào đâu mà nó trở thành niềm yêu thích của mọi người anh. Nó có những cái nét văn hóa rất là riêng và em rất là ấn tượng. Thì thật sự là vậy. Và tất nhiên là thành phố Vinh quá là tiềm năng rồi, và Eco Park về để tô điểm thêm cho tất cả những cái nét sẵn có của thành phố Vinh thôi, chứ không phải là Eco Park về để nâng thành phố Vinh lên không. Bản chất là thành phố Vinh đã quá mạnh rồi, và Eco Park về là để hòa vào cái sẵn có đấy. Tuy nhiên là Eco Park nó cũng có một cái rất hay, bởi vì là bản chất là nó là một cái thương hiệu lớn, và bất động sản là một cái lĩnh vực mà người giàu khắp cả nước rất là quan tâm, và kể cả là người nước ngoài rất là quan tâm. Thì ít nhất là khi mà cái tên Eco Park đến với thành phố Vinh thì người ta sẽ tìm hiểu thành phố Vinh nhiều hơn, tìm hiểu về Nghệ An nhiều hơn, biết đến thành phố Vinh và Nghệ An nhiều hơn. Thì đó là cái cơ hội để cho người ta tìm hiểu về nơi đây và bắt đầu đầu tư về. Bởi vì em cảm thấy này, kể cả những khách hàng của em nhé, có những anh chị bản chất là họ là người Vinh, nhưng mà đã ví dụ như thế hệ 8X chẳng hạn, đúng không, thì mọi người đã xa quê cả hơn 10 năm nay rồi. Và trong cái ký ức của mọi người, bây giờ mọi người đang làm ở Sài Gòn hoặc Hà Nội chẳng hạn, trong ký ức của mọi người vẫn cứ nghĩ là Nghệ An nó còn nghèo, hoặc thành phố Vinh đã còn nghèo, đúng không? Cho nên là họ chưa nghĩ là sẽ trở về Vinh. Dù là ở Hà Nội hay dù ở Sài Gòn thì mọi người cũng cảm thấy là bây giờ là ô nhiễm môi trường, bây giờ cũng là bệnh tật, bây giờ cũng mong cầu một môi trường cho con cái. Nhưng mà họ không nghĩ đến Vinh, bởi vì họ vẫn cứ tưởng là Vinh vẫn như ngày xưa, vẫn còn thiếu thốn, vẫn còn nghèo, vẫn chưa có đầy đủ cơ sở vật chất để cho con cái học tập, hay là để cho bản chất là bản thân họ hay là gia đình của họ được hưởng thụ cuộc sống á. Họ chưa biết là thành phố Vinh đã thay đổi. Thật sự là như vậy luôn. Và cái cơ duyên ví dụ Eco Park về đây và họ bắt đầu tìm hiểu về thành phố Vinh á. Họ về, họ thăm dự án và họ thăm thành phố Vinh, họ mới cảm thấy ngỡ ngàng là ô sao mà thành phố Vinh lại giàu có như thế. Đi nha, mọi người sẽ cảm thấy là rất là thích. Bởi vì nha, không thiếu một thứ gì. Tất cả những cái điều kiện để hưởng thụ cuộc sống thì thành phố Vinh bây giờ đang có rồi. Nhưng mà một cái quan trọng nhất mà tất cả các thành phố lớn không có mà em nghĩ Vinh có, đó là vẫn vô cùng êm ả. Nếu như mà những ai mà ưa thích đi dạo bộ vào buổi tối á, mọi người có cơ hội được đi dạo bộ ở những cái con đường thành phố Vinh á, mọi người sẽ cảm thấy là nó thật sự rất là gọi là yên bình, êm đềm với anh. Nó sạch, nó đẹp và nó yên bình lắm. Không bao giờ mà có nghe những cái tiếng rầm rầm, ẩm ẩm ý cả ngày cả đêm đâu. Mà ban đêm rất là tĩnh lặng. Và trên mỗi con đường mọi người đi á, mọi người sẽ cảm thấy rất là thích thú. Bởi vì mọi người sẽ được ngắm nhìn rất nhiều những cái kiến trúc á. Cái gu xây nhà xây cửa người Vinh đẹp lắm luôn. Và em đã đi rất nhiều những con đường ở Vinh, và em cũng đã đi dạo bộ rất nhiều những buổi tối ở Vinh. Hôm nay thì em đi cái ngõ ngang này, ngày mai em đi những cái ngõ khác. Và những cái con đường đấy nó rất là rộng, rất là sạch đẹp, và nhà người ta xây đẹp, và em thấy là người ta rất chú trọng, cũng vẫn rất là chú trọng cây xanh. Thật sự là vậy. Đương nhiên thì là bây giờ cái xu hướng sống thì mọi người sẽ hướng đến những cái khu đô thị đầy đủ tiện ích, bởi vì là ngoài cái yếu tố là nhà to nhà đẹp hay là cây cối môi trường ra, thì người ta cần những cái nơi mà an toàn cho con cái và nó đầy đủ tất cả những gọi là all in one á. Thì người ta, nếu mà những người mà có cái sở thích như vậy thì người ta sẽ đến ở khu đô thị. Còn lại nếu mà không, những người rất thích ở trong nội đô thì em nghĩ là thành phố Vinh vẫn rất ổn, vẫn rất trong lành, vẫn rất sạch đẹp và vẫn rất tuyệt vời anh. Nó tất cả nó đều là do cái tâm lý thôi, bởi vì là sống ở đâu là do cái tâm lý. Mình thích cái nơi đó thì mình sẽ thấy hạnh phúc ở nơi đó, chứ còn không thể ép buộc được. Và mỗi người một quan điểm, và tất cả mọi thứ sinh ra trên đời đều ý nghĩa của anh, đúng không? Bởi vì là người ta có nhu cầu thì nó mới tồn tại để đáp ứng cái nhu cầu của người ta, đúng không? Cho nên là không thể nói cái nào hơn, cái nào không hơn được. Mà quan trọng đó là phù hợp với mỗi người. Nhưng mà mình sẽ nhìn thấy là những cái khu đô thị thì đó là một xu hướng.